Vừa nè, ui giời ơi, khi đôi chân này xuất hiện thì tôi cũng đã cố gắng nhịn thở để đem lại cho mọi người những câu từ hay nhất về đôi chân này. Nhưng thực sự, sự thật vô cùng thất vọng, đôi chân này bảo hiểm đã trả lại cho tôi với giá là bảo hiểm còn bắt tôi phải đền bù lại cho bảo hiểm thêm 500.000 đô, vì cái tính chất của đôi chân nó cực kỳ là khủng khiếp. Trời đất ơi mọi người ơi, nhìn đôi chân thôi là muốn tiền rối loạn tiền đình, chỗ là tiền tệ luôn. Thôi đi dậy ngồi lại đi. Mặc cái bộ đồ đẹp thì mình phải dành cho nó tương xứng với bộ đồ. Đi. Mày chơi quá. Đi. Nó cũng đau hơi lắm. Ông hồ. Tao không nghĩ là mày có thể ngửi được cả cái đôi chân của mày luôn. Thật kinh khủng. Nó đau khối đâu. Xin chào tất cả mọi người nha. Ui, là hơn 10.000 rồi, nhanh quá ta. Nào mọi người cùng nhau share cái livestream giúp cho Hùng nha. Cái gì ghê quá mì ơi. Kinh quá mì ơi, thiệt tình luôn á. Trời ơi, mùi rất hơi mì. Ta không nghĩ là mày có thể ngửi được chính cái đôi vớ trên trên đôi. Dạ, mình ngửi được mà. Thôi ngồi dậy đi. Dạ, giám đốc đang cấp tới, à quên. Rồi ok. Phải. Mày đứng đây, cho mọi người nhìn cái bộ váy của mày. Dạ. Nhưng mà thực ra là mày mặc áo. Ôi ôi. Kinh thật chứ. Mọi người ơi, Tuấn nó vừa đến vào con mi đó. Con mi. À, thấy cái vớ luôn. Con mi nó mang hẳn cái vớ này nó nhét vào mày. Kinh tởm. Kinh tởm. Đàng hoàng. Ngồi bên đây. Kinh bông. Và ai tư vấn đâu. Ai tư vấn cho mày mặc cái bộ nhưng mà gây bỏ cái chân xuống mất vệ sinh. Ai tư vấn cho mày mặc cái bộ đồ này về mình? Được, anh ngắm bộ đồ này hôm qua bà test rồi mà. Thế mà tiền thì mặc cái bộ này vào cái áo bên trong nó cũng áo hợp. Trắng đó coi chừng áo trong nào cái áo bên trong nó chả hợp với lại cái bộ đồ của mày luôn. Ê, ê, ê. Thì cái dây mày đeo kìa, ai chả nhìn thấy. Ta góp ý cho mày về cái việc mà mày mặc đồ tâm người con lan thấy con đây đây bút phăng con chân đó. Tao là ba mày ba ba chứ dạ. Nhưng mà con không hết ba phải dạy con là cái gì nè ba phải dạy con làm con cách nó con vậy đó ba dạy cho con cách hòa nhập không đất. Có chịu mưa bắn con cha cũng phải vợ nha ba đàng hoàng chưa mày ghê quá cha cũng phải biết là con mặc sao phong cách của con chứ phong cách rất là phong cách rất phong cách. Chắc mày đúng rồi, phong cách ly. Phong cách ly. Ly Giang Su. Tôi nói rồi, phong cách tôi cái nào chứ không có biết. Tuấn Mai đi đâu? Bữa bà nó đi rồi, bữa bà nó không có đi rồi. Hả? Ê, không. Tao đi không? Đây là sô cô la đó. Kẻ sô. Sô. Giờ. Sô chậm luôn. Xin chào tất cả mọi người đã đến với lại cái buổi live stream mà đầy sức chịu đựng nha. Hey, mới vào phong cách của tôi sao có tự hiểu. Mới vào đầu live stream mà tôi đã phải chịu đựng được cái sự tra tấn biết hết cả tai. Ôi giờ ông nói cơ à, bọt bổ cũng dữ à. Giờ ta mới hiểu được cái sự chịu đựng của mẹ mày. Một sâu ấy được bao nhiêu Rồi, xin chào tất cả mọi người đang coi live stream ngày hôm nay nhá. Cho Hùng hỏi là ở đầu cầu bên đó là thời tiết đang như thế nào? Trời có mưa không mọi người? Đúng rồi. Thấy cái bài gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Mẹ tôi nói là cái bài gì nó bị dớ. Trời ơi, cái tàu ngầm Bà Nội. Cả vụ thế giới đang quan tâm là cái vụ tàu ngầm đắm chìm xuống khi mà thám hiểm cái tàu Titanic. Mà đến giờ đến cái mồm mày là thành cái máy bay. Rồi tao cũng lại về luôn. 3-4 ngày trước. Thì 3-4 ngày trước là cái vụ cái tàu Titan nó lặn xuống đáy biển. Nó xem cái tàu Titanic thì bị sức lực ép của cái nước nó làm nổ tung cái thuyền. À cái thuyền Titan nó 5 ông tỷ phú. Bây giờ đến cái mồm mày nó thành cái máy bay là mà cả mấy trăm người. 5 ông tỷ phú. Mày tiếp cho ông hả? Có cần hỏi số tài khoản không? Tao hỏi luôn cho. Thì đây là cái câu chuyện cả thế giới bây giờ người ta đều biết. Mà tự nhiên bây giờ đến cái mồm mày nó thành câu chuyện đi máy bay. Mẹ tôi nói mà. Thế thêm mẹ mày về cập nhật lại thời sự đi, tao cũng hơi sợ rồi đó. Hình như máy bay là Vietnam Airlines nó không dùng một cái dòng máy bay buôn máy mà. Mày không biết. Mày có biết vụ máy bay mất tích MH370 không?
Đâu, vụ đó sao? Tôi không biết nữa, mà tôi mới kể đó. Tao sợ mai mốt là xe tao hổ mẹ mày đến mẹ mày nó thành chiếc xe bò. Thì cái vụ máy bay đó là nhiều năm trước, còn cái vụ mà cách đây mấy ngày là cái thuyền. Hiểu không? Có nghĩa là một cái tàu ngầm. Nó có một cái hành trình thám hiểm xuống đỉnh. Nhìn cái xác tàu Titanic đã chìm ở dưới đáy biển là độ sâu từ 4.000 mét. Hiểu không? Thì một cái vé để tham gia cái tàu đó là 6 tỷ tiền Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng là khi mà xuống đáy sâu thì nó không chịu được cái sức lực của nước ép xuống thì nổ tung cái thuyền, chứ không phải là cái bộ máy bay. Mẹ mày xem thời sự ở đâu mấy máy bay phải máy bay Indo không? Đúng rồi, mới có vụ máy bay Indo đó. Đang có máy bay Indo hả? Cách đây bao nhiêu ngày? Mới hôm qua. Thế nó bảo 3-4 ngày thì tôi tưởng là cái thuyền là đúng rồi. Nếu mà hôm qua thì là vụ máy bay, còn 3-4 ngày trước là cái thuyền. Ngày hôm qua trước đó rồi. Thôi thôi, mấy ngày hả? Ngon quá mấy người. Cái đó là bánh mì à? Cái này là cơm lam. Cơm lam kìa, ngon lắm. Sáu người. Nó bảo 3-4 ngày trước. Nó bảo 3-4 ngày trước kia, nó có nói là hôm qua đâu. Mì. Để tôi dạy cho con tôi. Người đừng có tào lao. Thôi mày đừng có lên xem Google nữa mì ơi. Trời ơi, cái đó là quan tâm làm cái gì? Mày quan tâm đi. Mày quan tâm đến cái khác làm sao đi. Mày không quan tâm đến cái nó làm cái gì nó nhỏ nhỏ thôi, mày quan tâm đến tầm thế giới mày mi. Cái chuyện đó là chuyện của thế giới. Quan tâm đến nhà. Trời ơi, mày quan tâm đến cha mày đây nè. Mày quan tâm đến chuyện đời thời sự chính trị thế giới làm cái gì? Mày có phải là cái gì đâu mà mày quan tâm đi. Mi ơi, mày quan tâm cái khác đi mi ơi, mà lại mày luôn đó mi ơi. Trời ơi, nó đang ra nó xem Google mọi người ơi. Tôi bắt đầu thấy nể nó rồi đó. Mời cả nhà ăn chui ra. Mì ơi. Mọi người cho mình thời gian tĩnh tâm nha, trong thời gian nó đang lên Google. Nó tìm hiểu cái vụ máy bay và tàu Titan. Mì ơi, mày quay lại đây đi mì ơi, mày đừng có tìm hiểu nữa mì ơi, tao dạy mày luôn đó. Máy bay Indo với lại tàu Titan, trời ơi, mày 15 tuổi rồi mà mày quan tâm đến chính trị thế giới, mày quan tâm đến bảng chữ cái thứ mày học thuộc rồi, mày biết chữ đi thì có thể là còn đang tâm hơn. 23 tuổi rồi. Bộ trưởng ngoại giao rồi. Bộ trưởng ngoại giao rồi, quan tâm đến cả tầm thế giới luôn. Đây, mai mốt mọi người nhớ nha. Nếu như có bất cứ một cái thông tin gì mà nó liên quan đến thời sự thế giới như là máy bay, tàu ngầm hay là bất cứ một cái gì, mọi người nhớ inbox cho tôi để tôi được cập nhật kiến thức. Đến cái lúc nó ngồi đây thì tôi ngồi cho nó trong vòng 30 giây thôi để xong, để nó còn tập trung vào câu chuyện. Trời ơi. Xong cho mì ơi. Trời, tao mệt mày quá. Rồi, xin chào tất cả mọi người đang coi live stream ngày hôm nay nha. Hồng xin được chia sẻ với mọi người luôn là sắp tới sẽ có rất là nhiều tiền, điều tốt đẹp và tuyệt vời dành cho bạn Mi. Chỉ với một điều kiện là bạn Mi cần phải ngoan và nghe lời những gì mà chú Hùng định hướng thì bạn Mi sẽ có một cái tương lai rất là tươi sáng. Đây là hy vọng là bạn Mi nghe và hiểu được những gì mà định hướng đem lại cho bạn Mi một tương lai nó tuyệt ra là vời. Ok. Ông Hùng đi tại tàu ngầm. Ok, 6 tỷ một vé. Ok. Đó. Trung Quốc có hả? Mai tao mua Vietlot. Ok. Trung Quốc có tàu ngầm đó. Mai tao mua Vietlot. Hãy đi lặn đi bà vui. Đi bộ dưới đáy biển. Một củ rưỡi một bé. Trò bao nhỉ. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Đây là một bạn. Sao phải con gái? Sao mà con gái lại nhìn lại? Ba. Ba đấy. Đi bộ dưới đáy biển. Sorry. Còn gì mất đó à. Bà mẹ. Lặn. Đi lặn. Mai tao cho nhiêu tiền? Mai tao cho mày ra hồ bơi ở đây là. Hả? Một củ rưỡi. Mai tao mua một củ khoai với lại nửa cái bịch rau tao đưa cho mày. Nước sống rồi. Nước sống. Tàu gì? Gì nước tàu mà cái dù ba lên. Alo em ơi. Em biết giấy em biết giấy xin nghỉ việc của Tuấn ngày mai rồi. Mãi thôi. Không. Ok. Ok. Chết rồi, em bị đổ rồi mọi người ơi. Ông chắc chưa? Nó cũng đào luôn nè em ạ. Nghỉ việc hả? Đi luôn. Bạn mướn tôi bà. Tôi với bà tôi muốn. Tối bà đi thử lửa. Đi. Ê, để tao đầu tư cho hai chai dầu với lại ít đồ nghề. Tôi tự làm. Mày có đồ nghề rồi hả?
Tao tưởng mày từ ngày mày theo tao mày vứt bà nói nhỏ đi, tôi cầm cái lon thu dùm vòng. À nó có đồ nghề, mọi người đợi xíu, mọi người đợi xíu, nó đang lấy đồ nghề, nó đang lấy đồ nghề. Đâu 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 lại lên đồ nghề đâu đâu cái đồ cái thổi lửa của mày đâu. À mọi người đã kiếm được đồ thổi lửa rồi, nào u quay cái nào. Mày ăn nước miếng tùm lum tùm la mày. Tha bà nước miếng không vậy? Mày thổi cái gì mà nước miếng nó bay tùm lum la vậy? Thầy hỏi nguyên cục này đó, cô hỏi nguyên làm cái gì ngang. Ê Mia, tao nghĩ là có một cái này hay lắm. Tao nghĩ là mùa mưa như này mà mày mặc bộ đồ này mi đi thổi lửa, mày mới được người ta cho nhiều tiền này. Thôi lát nữa livestream nha, tăng ca nha. Ok Mi, lát nữa livestream xong tăng ca nha. Tao chở mày đi ra ngã tư, mày mặc bộ đồ đó, tao đưa bộ đồ một thổi lửa cho mày. Bố con mình tăng ca thì mới có tiền mà đi tàu ngầm 6 tỷ một vé cơ mà. Hiểu không? Cha con mình tăng ga đi. Con chừng nha, bộ đồ trắng á. Ui, anh, mấy chị trong FC báo bên nhau rất là chu đáo nha. Đem Lily. Đem hai cái túi đồ là gồm áo bà ba qua đây. Để ngày mai là tôi với nó với lại các bạn như là Sơn, Uyên, Cu Đen, Bí Đỏ hay là mà Mai đi khu du lịch có áo bà ba mặc. Và bên cạnh đó là mang đồ ăn với lại trà sữa. Như thế này thì làm sao mà tôi 6 múi cho được thế đấy. Rồi thôi bây giờ cái này bỏ ra ngoài đi. Má, đồ ăn nó dơ hết cái bàn. Ừ, mà thế thì bỏ cái này lên một xíu đi. Bỏ họ lên, bỏ họ lên. Rồi, ok. Mọi người có muốn xem cái clip mà trước khi mà live stream nãy nó đòi tôi mua cái gì cho nó mọi người? Mọi người biết là hồi nãy là nó nhờ chị Lan Anh lên Google search cho nó một cái bộ. Không, cô Lan Anh tự đưa nha. Ừ. Cô Lan Anh tự đưa rồi ý là cô Lan Anh cũng nói khéo với nó là bào chú Hùng. Đấy, và chỉ cho con My biết rằng là cái nào là cái đắt tiền để mà bào chú Hùng thì bào cái cho nó đáng. Thế là chị Lan Anh lên trên Google search bộ dây chuyền ngọc trai mà kiểu ngọc trai quý hiếm đắt tiền đó mọi người. Mà mọi người biết là tổng cái giá trị của cái bộ đó là bao nhiêu? Mày nhớ bao nhiêu? Mất hơn cái không ạ. Không, rẻ hơn cái đồng hồ. Rẻ hơn cái đồng hồ nhưng mà mắc hơn cái nhẫn. Mày nhớ bao nhiêu tiền? Ấy, con này nó thay đổi nhanh lắm mọi người. Mọi người hôm bữa lúc mà chị Lan Anh ngồi đây, xong rồi chị Lan Anh mới đưa cái nhẫn mà. Mày ông mới mà có khóc á. Thôi mày. Cái gì nhỉ? Tiền ra nhắc tới cái gì nhỉ? À hôm bữa chị Lan Anh chị ngồi đây, chị mới đưa cái nhẫn mà trên đó nó có một cái viên ngọc trai. Thế là con My nó bảo là không, cái nhẫn ngọc trai này rẻ tiền. À, tôi con thích cái đồng hồ, quên cái nhẫn kim cương của ông Hùng hơn. Đồng hồ thì đúng là cái nhẫn là rẻ hơn cái đồng hồ rồi, nhưng mà ý hôm bữa mày đòi cái nhẫn, cái lúc đó là mày đòi cái nhẫn. Thế là xong, hôm nay chị Lan Anh mới lên Google search cho nó xem coi giá của cái viên ngọc trai kiểu quý quý như vậy là bao nhiêu tiền. Xong bắt đầu nó ngồi được tiếc, nó mới bảo thầy cô Lan Anh có thể cho con lại thêm một lần nữa không. Mà hên quá hôm nay chị Lan Anh không đem theo, chứ không là nó xin thật đó mọi người. Con này nó quay xe nhanh lắm. Thế là bây giờ chị Lan Anh là search cái Google xem coi là cái bộ ngọc trai là gồm dây chuyền, lắc tay cái thứ là bao nhiêu. Thế là cuối cùng chị Lan Anh search cho nó xem một cái bộ 5 tỷ cái mặt mày á. Cái bộ hơn 585 triệu. Đó, nửa tỷ. Đã là hơn nửa tỷ, xong nó đến nó kêu. Thế hơn cái vòng mà. Đâu, cái nhẫn này chưa đến nửa tỷ. Đó. Cái đồng hồ thì nó sao mà cái ria bằng được. Xong rồi cái gì nhỉ? Ta đang nhắc cái vụ gì ta? À đúng rồi. Xong rồi đến nó cầm cái điện thoại nó kêu. Nó thay đổi thái độ liền đó mọi người. Cha, cha cũng biết tình nhà của con rồi đấy. Cha mua cho con cái bộ này nha. Mọi người biết rồi, cái lúc đó nó thay đổi thái độ liền. Nó gọi tôi bằng cha mà cái tình cảm nó phải nói là bao nhiêu năm chứa đựng vào cái này. Anh gì? Đấy, ta nói là mẹ ăn uống như vậy đó. Đâu rồi ta? Ừ. Ăn uống là cái bộ váy mới này xong. Thấy không? Thằng giấy trên bàn luôn. Ta rồi nói rồi. Giấy cưới của tôi á. Giấy cưới hả? Thôi, dẹp này ra đi. Không. Tôi ăn. Từ từ, đưa tao lau lại cho nó sạch đã. Tao giờ nhị như kiểu ô xin của mày, cuộc đời đã chưa bao giờ biết đi lau đồ cho người khác như này đâu. Cái gì cũng có lần đầu. Thôi, lau mồm luôn đi. Rồi, ăn tiếp đi. Nào việc. Sống khổ vậy. Rồi. Là khổ sống của cha thật là mất. Rồi. Tại chăm sóc mày, mẹ mày còn hơn. À, hơn chăm cho tao luôn đó. Để lên đi. Thấy không? Lau sạch sẽ cái mồm mày luôn rồi đó.
Người cha tốt quá, con cũng cảm động. Nhưng mà cha có lúc cha vô duyên lắm. Cha lo cho con như thế. Cha đi ẻ, cha nói cho em đi. Tào lao. Đây, mày bỏ hẳn lên cả cái này đi. Rồi. Rồi, ok. Ăn đi. Hôm nay là ngày đám cưới. Đám cưới mày hả? Ừ. Con rể đâu? Để tao ra tao hỏi nó xem coi có tặng cho mày cái sổ đỏ vài mảnh đất không? Có là mua cái chiếc vòng đúng không á? Nè hả? Vòng nó nhỏ người yêu hiền. Ừ. Xong chưa? Rồi để ba lau cho. Ừ. Rồi tiếp tục đi con. Ăn đi ba lau miệng cho. Ừ. Ok. Hôm nay ba sẽ làm bố xin cho con. Ừ. Con cứ ăn nhiệt tình lên. Ba. Để con quên đi cái vòng. À quên. Con ra rồi quên. Cái này. Ba quên rồi hả? Cái gì? Ba tự nhớ đi, ngọn hoa 50 đơn. Ba đâu nhớ gì đâu. 500 đơn. Ừ. Đồng hồ. Ba đâu nhớ gì đâu. Ba. Con người mà 600 ngạch lên. Chuyện ngày hôm qua. Cảm ơn mọi người đã nhắc. Chuyện ngày hôm qua là của ngày hôm qua. Ủa? Đúng rồi, thầy. Đeo đi ba. Hôm qua ta có hứa như vậy đâu ta. Ba đừng có vậy, sống rồi. Đâu, hôm qua ba nói sao? Sống, sống hôm qua ba nói sao? Hôm qua ba nói là 50 đơn, 500 đơn ba sẽ cho đeo. Nhưng mà lúc đó trễ, và ba nói là mai đi. Đúng rồi. Rồi nè ba. Đúng rồi. Ờ, em ơi, viết đơn cho Tuấn liền đây. Chạy đi, bà đi theo tôi rồi. Ok, bà. Ok. Nè, đi rẻ đi ba, mà đừng có như vậy. Sống là người chân thật. Thế bây giờ cho mày thời gian 30 phút. Gì 30 phút? 30 phút mày đeo cái đồng hồ. Ngọc qua phải mọi người làm chứng nha. Ông nói giờ tăng lên là tới 10 giờ. Ông đừng có như vậy. Ông sống là người chân thật đi. Tôi nói 10 giờ hồi nào? Ông có ông tin. Có, ta phân tích. Ta phân tích là cái đồng hồ giá trị là mày đeo khoảng thời gian ngắn thôi. Không, không được đeo qua là trễ. Không được đeo. Mọi người làm chứng đi. Ông nói dối kìa. Ông làm gì cho dối. Bây giờ ta cho mày đeo đến đúng 9 giờ. Là còn tới 40 Ủa? Phút, 42 phút nữa là một thời gian. Ông chơi kỳ vậy. Không, tao cho mày không ta... đeo. Ủa, 9 giờ rồi. Kìa, nhiều người đang comment là, nhiều người đang comment là 30 phút kìa. 9 nhiều người đang comment là 30 phút. Đó, 30 phút, mày thấy không? 30 phút, 30 phút. Mày không? 30 phút. Mày thấy chưa? Trước bữa đó mày đeo tới 2 tiếng đồng hồ, 30 phút là quá nhiều thời gian để cho mày đeo cái đồng hồ này rồi. Rồi, 9 giờ. 9 giờ rưỡi đi. Ờ, đợi ba kết lên mày. Ờ, 9 giờ cũng được. Mày đeo tạm đi, tháng sau tao mua Rolex rồi, lúc đó có Rolex đeo. Ờ, ôi. Thiệt là cảm lạnh. Thiệt là cảm lạnh. Phe. Không được đi lung tung. Phe. Cho mày vượt đeo nhưng mà mày mà đi ra ngoài là ta lấy lại. Đó là luật. Mày không được phép đi lung tung. Tao không biết. Ai nói sau có cái đồng hồ đẹp hơn đồng hồ nữa. Đồng hồ cũ không? Đồng hồ cũ nào? Hôm bữa ta đi mua con Rolex bây giờ ta đang đính lại toàn bộ đá kim cương lên trên đó còn đẹp hơn cái này nhiều. Lấy cái này. Thôi bạn ơi. Bạn ngồi mà đeo đây. Rồi 30 phút trả lại nha, bây giờ là 20. Ờ 9 giờ mà. 20 giờ 20 đến đúng 20 giờ 50 là tao sẽ lấy lại. Không, 9 giờ. Sống làm người tử tế và đàng hoàng. Tôi nãy nói 9 giờ mà không chịu. Ok, 9 giờ. Đứng lại. Tao nói nha, mày mà đi quá vượt qua sơn là tao lấy lại cái đồng hồ. Tao nhìn kỹ đó, mày đi qua sơn là tao lấy lại cái đồng hồ. Rồi quay lại đi bạn ơi. Rồi xong, sơn mà đi qua mày là tao lấy lại, đó là luật. Tao không biết, đó là luật. Thì bây giờ mày muốn sơn không đi qua mày thì mày ngồi im đây. Tao không biết nha, tao đá lông nhau, sơn đứng dậy đi qua mày là tao xin lại cái đồng hồ liền. Đấy, mày cứ dẫn vậy xong rồi mày đập tay xuống đất là xong luôn cái đồng hồ của tao. Rồi. Ông già mà không có hơi mua cái hát mà. Thôi bây giờ tao lạnh mày luôn á, mày đứng đó tao không tập trung live stream mày luôn á, mày ngồi đây dùm tao. Nói ổng đi, tao lấy lại bây giờ. Đấy, mày thấy không? Mày cứ té té vậy xong tay mày chống tay và đất. Ngồi lấy, đây. Ngồi với ổng đi, ông lấy lại đó. Cảm lạnh quá trời. Rồi, không rớt đúng độ. Ngồi đây đi, trước mắt tao không nhìn vào camera được. Đấy, mày cứ dẫn đi xong tay mày đập xuống đất mày ghép và mày xong luôn đó con ạ. Rồi. Rồi. B.
Ta đến từ 1 đến 3 mà mày không quay lại ngồi là ta sẵn sàng lấy lại cái đồng hồ của ngươi. Ủa, chịu ăn thật. Mọi người yêu cầu là Mi mà không ngồi trong livestream là mọi người. Đúng không mọi người? Bây giờ mọi người yêu cầu đây, mọi người comment cho Hùng đi. Nếu mà con Mi đó không ngồi trong livestream là Hùng sẽ lấy lại cái đồng hồ. Đó, mọi người đang comment. Đó. Ok, đó, lấy lại. Sơn đứng đây luôn rồi đó. Rồi xong, đi qua Sơn. Mày đi qua Sơn là lấy lại đồng hồ. Này, đâu, rất nhiều người comment nha. Ok, đồng ý. Đúng. Ok, xong. Tôi chân luôn. Rồi, từ đây tới... Xin, ta không biết. Bây giờ cứ Sơn mà đi. Mày đi qua Sơn làm tấn lại cái đồng hồ của tao. Qua rồi. Qua rồi. Nhưng mà không lấy lại được, tại 9 giờ lận. Không, mày... Không. Tao cho mày đeo 9 giờ với điều kiện là mày phải ngồi ở đây. Ủa, tự nhiên. Mọi người đang comment. Không để ý tôi hả? Thôi. Mọi người đang comment. Con đừng đi xa, con đi qua cái camera là ba không tập trung like được con ơi. Nên con ngồi im. Đừng đi xa con nhé. Nên con ngồi im dùm ba. Thôi con ơi, gia đình mình đang nghiên hộ con đi. Rồi. Cho con ăn thôi. Con ăn đi ba lâu một đó. Con uống nước đi con. Điện là cảm lạnh, sốt sợ mũi. À, em có không sao. Rồi, uống đi con. Ngon không con? Ngon không con? Rồi tiếp tục nào để ba lau mồm tiếp nè. Nhẹ nhẹ không con? Ok. Để bác sĩ nước hoa cho con thơm nha. Ủa nước hoa đâu rồi ta? Xe nước hoa đâu? Ở chắc trong túi. Ừ, trong hộp. Chú giống rồi. Ra. Chào chăm sóc con cho hôm nay là một ngày đặc biệt mà đúng không con? Chà, buông con ra đi. Ok, buông đâu tay vô ra hả? Ok. Cái nước hoa ở trên đó. Trên đâu anh? Trên. Hình như chỗ nãy Mi cầm à. Nãy mày cầm mày để đâu rồi Mi? Dùng cái chỗ mới với bạn đó. Mày hay quá. Mày bạn đi cầm chai nước hoa ra. Ơ bạn ơi. Dạ sư ấy. Ngồi. Để cha chăm sóc cho. Nè. Hôm nay con sẽ là một cô gái cực kỳ thơm tho. Rồi ok, con ăn đi cho nó. Con giỏi. Con đi xa không được đâu con. Con ăn như vậy là nó phải quy tắc 6 giây con ơi. Quy tắc 6 giây. Mới rớt xuống đất có xíu à? Con ăn đi không sao đâu. Quy tắc 6 giây con ơi. Quy tắc 6 giây. Con đừng như thế chứ, con còn nhớ những tháng ngày mà con không có gì để anh ăn nhớ không? Lời con nha. Phải trân trọng như miếng dưa leo này, nó cũng đem lại cho con một lượng nước vào cơ thể đấy. Nào, sống ngon tròn. Con ăn mồm đi. Được rồi. Con đây ba mặc đồ trắng, nữa con. Này, trời ơi, con vừa mới ăn rồi con đã làm một bãi ra đây rồi. Tâm tinh quá. Giỏi cho luôn. Thôi xong, đi qua Sơn rồi. Đi qua Sơn chắc chắn ta lấy lại 100% đó, không nói nhiều đâu. Ngày nào tôi không chịu được, lại tôi không chịu nổi nữa. Mai ta qua đây live, ta sẽ cắt hết đồ nha. Ta mang mỗi cơ thể ta qua thôi. Lại bánh này em? Dạ. Rồi ok mọi người, đây là chị Cúc Trinh gửi cho em Hùng và bé My cùng mọi người nhé. Đây là rất là nhiều bánh, ôi hôm nay nhiều đồ ăn quá. Yêu chuỷ. Nhưng mà mình cứ nghĩ đến 6 muối, mình không biết là mình có nên ăn. Ăn đi sao? Ăn không con? Ăn. Để ta được ăn tiếp ha. Nãy ba mới ăn một hộp bánh trái cây rồi. Nó quá. Bây giờ là bánh gì vậy? Đây là bánh gì? Ta không có đồng hồ, ta chịu không được. Để ta đeo hả? Đây cái cơm. Cái này rất đồ ăn đúng không em? Cha con mình hiểu nhau, hiểu giỡn chưa? Ê, tao cả đứa chết đâu. Ba nhìn cái kia mà con. Nhìn cái thương con. Trời ơi, cảm lạnh quá. Quại cảm lạnh. Ok mọi người, ngày mai thì mình sẽ có một cái chuyến chưa bao giờ thì cha thấy con mà xinh lung linh như hiện tại. Đấy con chỗ của con đây mà con. Con chăm sóc đó mà cha. Thôi để cha chăm sóc được rồi con ạ.
Cha làm quá lại vậy rồi cha. Đừng để cha cười à. Mấy giờ rồi bà? Ê, thằng Hà này. Sắp lo sạch con phòng. Để tao lấy lại đồng hồ lên bây giờ đó. Mấy giờ bà coi đồng hồ cho tôi mấy giờ? Còn cái đồng hồ trên tay bà. Chồng coi trên tay à? Còn sớm. Ok mọi người, và ngày mai thì sẽ có một cái chuyến đi khu du lịch, khu dã ngoại cùng với lại các thành viên FC hoặc khu vực mai ta để nhà thì ta điền thì ta đeo đó. Ngày mai có thể lấy chiếc nhẫn không? Mày im, mày đi mai tao không đeo nhẫn, mai mình đi mình không đeo dây chuyền, không đeo gì hết. Mày chơi mấy cái trò chơi dân gian mà mày rất nhiều bơ ai người ta túng tay túng máu rất dây chuyền các thứ của mày sao? Thế là mai đồ trang sức mình để nhà, đeo bông tai thì ok không sao. Không, còn dây chuyền hay là nhẫn hay là dây gì thì mai thầy bỏ hết ở nhà quần áo quá luôn. Mai ta để mai ta để nhà luôn. Đó. Rồi ok mọi người ơi. Hôm nay là ngày 24. Vậy là hai hôm nữa thôi, chính thức là chúng ta sẽ khởi động cho cái chương trình bếp ăn trung tâm. Nên Hùng nhắc lại là nếu bạn nào chúng ta mà muốn đi cùng với lại Hùng vào bệnh viện Nhi Đồng 1 và bệnh viện Nhi Đồng 2 thì mình sẽ ưu tiên cho các trường FC ở khu vực miền Nam trước. Và mỗi một bên bệnh viện thì mình thêm 5 người nữa thôi. Và 5 bạn nào chúng ta có đi thì mình có thể là gửi căn cước công dân qua cho kiểm dịch viên của Hùng để mà gửi lại cho Hùng, để Hùng gửi cho bên bệnh viện, phía bệnh viện để người ta biết được là người của bên mình có đăng ký. Còn sau ngày thứ hai trở đi thì mỗi một bên bệnh viện thì có thể là có thêm 10 người. Okay, khi mà lúc đó mình đang không có đủ người để phát thì mọi người có thể là cùng nhau như vậy nhá. Và chúng ta sẽ để ưu tiên cho các trưởng FC nó sẽ hợp lý hơn. Là một FC mà tới mấy người như vậy thì cái lượng người nó nhiều quá, mình không biết là bên bệnh viện người ta có ok không, nên là người ta cho mình một cái quầy để mà đứng phát như vậy thì chúng ta cũng có một cái số lượng người nó vừa phải để không có gây ra tình trạng là đông người quá và ồn ào. Ngày mai thì chắc là mình vẫn sẽ like trong cái khu du lịch, thì đến giờ nào thì mình like giờ đó thôi mọi người. Mấy chị trưởng FC đứng ra tổ chức thì kêu Hùng với My đến trễ hơn một xíu cũng được. Ví dụ như mọi người hẹn nhau là 8 giờ có mặt thì Hùng 8 rưỡi hoặc là 9 giờ có mặt, để cho mọi người chúng ta đến sớm một xíu, mọi người điểm danh và chuẩn bị một vài những cái công tác. Thì ngày mai là chắc là vẫn sẽ like để cho mọi người chúng ta có thể là cùng nhau thấy được cái hành trình buổi tối ngày mai, ngày mai nó như thế nào. Và ngày mai là chắc là sẽ chơi hết mình luôn. Ngày mai ta sẽ ra hồ và ta dìm mày xuống hồ đó, nên là mày sẽ biết được thế nào là dạ. Lặn dưới đáy biển. Ok. Đó, ta giúp mày có cái hơi thở sâu hơn để sau này khi mà mày đi bộ ở dưới lòng biển ở biển Phú Quốc mày có thể là ngồi được lâu hơn. Tập giờ nào bạn ơi. Cái gì mày nói cái gì cộng dây chuyền thì tùm lum la vậy? Dây chuyền này nè. Là sao? Cộng dây chuyền nào? Này. Đeo cho con gái vui mà. Trời ơi mọi người. Dây chuyền này. Đeo cho nó vui. Lâu lâu mình thay đổi một xíu. Không, mai chắc không quay vlog đâu mọi người. Chắc mai livestream luôn cho nó đỡ tốn thời gian về nhà ngồi edit lại nữa. Tại vì mình đi xuất từ 8 giờ sáng đến tối về, nhiều khi lại lên tối lại like nữa, không biết là có sức đủ sức không. Xong rồi sáng thứ hai lại phải dậy sớm để đi mà làm cái chương trình bếp ăn trung tâm. Mọi người biết thì tôi là cái thằng rất là khó ngủ nữa. Đấy, với lại những cái combo như là trà sữa như thế này thì không biết là có vào giấc được hay không. Đúng không mọi người? Đợi anh được nha nha. Rồi ok mọi người, hôm nay thì không có rap rất gì nên là chắc Tuấn vào đây luôn đi. Đây để chuẩn bị chúng ta. Ngày hôm nay là chúng ta sẽ chia sẻ sâu về kiến thức của từng cái sản phẩm cho mọi người biết. Mời qua đây đi. Mày không mua được đâu. Chị cầm chiếc vòng này nè. Mày điên quá My. Mày sao mà nuôi chó được cái thời điểm này. Xin được gửi lại chiếc cọp này cho Sơn. Khi nào hợp lý thì nuôi chó. Nhà có một con là được rồi. Con gì? Đó. Nhà có một con người dễ thương, đáng yêu, rất là phù hợp để mà nuôi. Nè! Con ngày ba bữa. Giặt vô, giặt vô. Vào đây ngồi đi. Vào vào. Tôi... Con này lẹ lên. Vô đi nè. Cái camera ra rồi đó. Bà vô chính giữa đi. Cái gì vậy má? Vào chính giữa ngồi. Không. Bế, ý là đòi bế vô á. Bế vô rồi. Điên này vào lẹ lên nào. Không.
Cả đến 1 đến 3 không vào có lẽ liền cái đồng hồ luôn. Bởi vì mọi người yêu cầu. Mọi người yêu cầu cho mày đeo thì mọi người cũng có thể yêu cầu để tao lấy lại. Mọi người ok. Tôi nói không nghe. Thì nãy ông kêu tôi ngồi yên chỗ. Ngồi yên nhưng mà ở vị trí này. Ngồi yên nhưng ở vị trí này chứ không phải là ngồi yên mà vị trí. Quá trời. Quan tâm bên này hơn nè. Trời ơi, chói quá, chiếu quá nè. Chiếu quá. Rồi ngồi dậy, đứng dậy, ngồi lên nè mọi người. Giúp tóc luôn. Rồi, hôm sau có tôi ở đây, đừng lo. Không, ví dụ như con mi mà té chứ. Ui, con đưa tay trái của con có sao không? Con đưa tay trái của con. Tự nhiên tôi té để tôi đỡ cái này cho đỡ mấy người ế quá tôi chia tay đi đồng hoàng mình ngồi xuống đi chia tay chia tay nhớ trả lại quà. Rồi ok mọi người ơi, hôm nay thì mình sẽ tập trung mà. Ông trả lời quà cho tôi. Hôm nay mọi người chúng ta có quan tâm đến sản phẩm nào thì mọi người comment chi tiết để mà sẽ tư vấn mọi người nha. Theo chi tiết từng sản phẩm như cho mọi người. Để mà mọi người đang ghim lên sản phẩm nào thì mình tư vấn sản phẩm đó ha. Bây giờ mình đang ghim lên là mặt nạ lá chùm ngây. Dạ cả nhà ơi, em sẽ để những cái mã này trong vòng 5 phút. Cả nhà mình tranh thủ mình chốt đơn giùm em trong vòng 5 phút mã lên nha. Bây giờ thì mọi người mình sẽ thấy là cái sản phẩm mà đang được ghim là mặt nạ lá chùm ngây là loại sản phẩm mà rất là nhiều anh chị em mình rất là quan tâm với cái dòng sản phẩm này. Và đây là mặt nạ chiết xuất từ lá chùm ngây, an toàn, lành tính, cho nên chị em mình có thể mình sử dụng. Công dụng của lá chùm ngây là giúp cho mình là sẽ giảm tình trạng là da khô nè, rồi da không đều màu hoặc là mình bị lỗ chân lông to và những cái nốt mụn cám, mụn đầu đen á mọi người, hoặc là mụn mà gọi là mụn mủ xương viêm á, nó sẽ giảm bớt liền cho mình và chống lại.